Tôi kiểm tra đúng chưa nha? Vậy là ông chửi đó. Ôi đúng rồi. Nghỉ ngơi chút đi, mệt quá. Làm hoài luôn. Quên. Gửi như vậy? Gửi mail khúc này coi, tại sao không gửi cho cái khách hàng này ta? Nói bao nhiêu lần rồi? Tại sao lại bấm điện thoại trong giờ làm việc? Em sắp gọi điện thoại cho khách hàng. Gọi điện thoại, tại sao lại không lấy điện thoại bàn? Thì em phải bấm ở trong đó em kiếm số rồi em mới gọi được chứ sếp. Ừ, tạm chấp nhận. Kim. Dạ. Sao, bản báo cáo đã có chưa? Dạ. Ủa, hôm nay mới thứ năm mà sếp chưa có làm. Tức nghĩa là sao? Là chưa làm. Chưa làm. Dạ. Giờ định thứ mấy mới làm? Cô có muốn bị trừ lương không? Dạ bình thường là thứ bảy mới có bản báo cáo mà sếp. Chả chơi với tôi. Hay là muốn thứ bảy làm rồi kèm thêm một tờ đơn nữa? Dạ không, em làm liền. Còn cô Hằng? Ê, dạ, à, công việc đang đê đê quá, sao vậy sếp? Công việc nhiều quá hả? Dạ. Bữa nay ăn mặc như vậy tôi cảm thấy không vừa ý. Tôi nghĩ là cô Hằng bữa sau nên mặc đồ theo kiểu khác. Ủa sao vậy sếp, em thấy cái đồ này nó rất là bình thường luôn mà. Nó không bình thường, nó quá chói mắt. Không chói được. Cô thử nghĩ đi, kệ của công ty mình tất cả đều là màu hồng. Bây giờ cô còn mặc màu hồng nữa, tôi biết cái nào là kệ, cái nào là cô. Trời ơi, sếp nói sao chứ nè, nhìn đi. Em tẹp vô nè, nhìn em bự hơn cái kệ nhiều. Với lại cái mặt của em đen nè, nó hiện rõ lên, nó không thể nào mà bị nhòe lên bởi cái kệ được hết á. Mà làm sao tôi có thể phân biệt được cái nào là kệ, cái nào là cô? Phân biệt hả? À, đây. Chỉ cần em ôm cái hộp quà này trong tay thì sếp có thể phân biệt được đâu là em, đâu là kệ. Trả treo. Không không sếp ơi, em không ý trả, em sợ phép phân biệt. Sếp đừng có trừ lương tội nghiệp em sếp ơi. Nãy giờ tôi chưa có ý định trừ lương luôn á. Nếu cô muốn. Không 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 muốn, không muốn, không muốn. Trời ơi. Còn cái cô này nữa. Cái gì vậy? Công ty này chưa đủ đâu cho mặt ngựa hả? Cô đang làm gì? Sếp nói gì ghê vậy? Chứ đẹp mà. Vậy thì không thích thì em nẹt cho mày. Ủa? Rồi làm sao tôi biết được cái đầu kệ là cái hàng? Rồi ơi, rồi đây nè, đầu trâu mặt ngựa tự nhiên cái ghê chứ. Đồ của công ty đó dám dục vậy hả? Rồi lát em đền, em bỏ tiền túi em ra em đền. Thiệt tình. Hên cho mày mặc đồ đỏ đó con. Đồ đỏ thì sao? Đồ đỏ có ý gì? Thì em thích đồ màu đỏ em mặc thôi chứ có vấn đề. Là mặc màu đỏ cho may mắn. À, dạ đúng rồi. Ồ, màu đỏ là mang tới sự tươi mới. Dạ. Ồ, một sự Tết nhất. Đúng rồi, nghỉ đúng lễ. Rồi, đúng dạ. Rồi, đúng rồi. Vậy là tính ra em thích Tết. Nghỉ liền hôm nay đi. Không. Dạ, quên. Em làm việc. Ừ. Dạ. Mai mốt cần phải thay đổi nha chưa? Dạ. Cô Hằng nữa. Dạ. Hôm nay có nhân viên mới, cô giúp tôi phỏng vấn người đó nghe chưa? Dạ biết rồi sếp. Tất cả làm việc. Dạ, ok, năng động lên nào. Wow, thật là năng động. Quá năng động luôn. Đúng rồi. Đúng là làm việc cho sếp thật là thích. Một ông sếp hắc dịch. Chị quá nóng rồi á, ỷ làm sếp hắc dịch cái ốm. Đúng rồi, ai kêu ổng là hả quen biết COCC làm chi cho nên mới được vô. Thôi đi làm đi, cụm 5, cụm 7 làm chi. Lát ổng quay lại ổng trừ lương nữa đó. Thôi, làm việc đi. Khó chút xíu đi, vừa đám ăn xôi đi. Rồi. Lần đầu phỏng vấn nên rung hả? Dạ không có hồi hộp. Tại cái máy lạnh nó chỉ vô em lạnh rồi. Rồi, chị không phải là cô giáo nha, tại vì đừng nghĩ là chị xài hai màu sẽ là cô giáo. Chị là cái người phỏng vấn trực tiếp em nha. Chị vô hài hước quá. Phỏng vấn được chị? Dạ được chị. Rồi mời em giới thiệu họ và tên của em đi, đầy đủ thông tin của em. Dạ, em tên là Hữu Đằng. Họ và tên của em á? Dạ, em tên là Hữu Đằng. Biết rồi, ý là họ và tên của em. Dạ, em tên Hữu Đằng. À, là em họ Hữu tên Đằng á hả? Dạ, đúng rồi. Có nghe thông tin là nickname là Mario rồi đúng không? Dạ. Rồi, tiếp tục đi em. Dạ, hết rồi. Ủa gì hết em? Thì chị kêu là giới thiệu họ và tên thì em họ Hữu tên Đằng, em tên Hữu Đằng. Em ơi, em bị cái gì vậy? Chị kêu em giới thiệu họ tên á là em phải giới thiệu đầy đủ thông tin cá nhân của em nè.
Dạ em tên là Hữu Đăng, 25 tuổi, quê Cà Mau. Phải. Dạ. À, công việc á là sai gì làm đó. Kinh nghiệm làm việc á là từng làm việc ở 5 công ty. 5 công ty. Wow, mới 25 tuổi mà làm ở 5 công ty, chắc cũng phải vừa đó đúng không? Dạ. Lại đó. Dạ. Tại mỗi công ty em làm có 1 tháng à. Mỗi công ty làm 1 tháng? Dạ, mỗi công ty làm 1 tháng. Nói cho chị biết cái lý do Sam bị đuổi được không? Em xin phép không trả lời câu hỏi này được không chị? Có gì đâu, chị muốn biết để có cái gì chị có thể chia sẻ được với nhân viên. Hiểu không? Mình là một team với nhau mà. Nói đi, đừng ngại, đây chỉ có hai chị em mình thôi. Chia sẻ thật tình nè, tại sao? Dạ, nói. Em không muốn nói. Nói. Khó nói quá chị. Nói. Dạ, tại em đánh sếp. Em đánh sếp hả? Em được nhấn. Sếp kêu em là tuyển nhân viên á sếp. Trời, cái bạn đó hả, cực kỳ tốt luôn sếp, cực kỳ giỏi luôn. Vậy hả? Kiến thức thì bao la luôn, rồi cái gì cũng biết á, hỏi tới đâu là nói được tới đó mà lưu loát, mà kiểu nhìn sáng lắm, nhìn hào quang lắm sếp ơi. Được rồi, vậy thì nói lại bên nhân sự làm hợp đồng để anh ta bắt tay vào làm việc đi. Dạ. Ủa, nhưng mà bây giờ mình ký hợp đồng 5 năm luôn hả sếp? Gì? Sao phải ký tới 5 năm? Thử việc thì khoảng 3 tháng là được rồi. Không phải, sợ sếp không biết nhìn sai trong rộng gì hết á. Vậy là một nhân viên mà tài năng vậy là cần phải giữ chân lại công ty đúng không? Giữ luôn 50 năm, 30 năm là càng tốt. Thôi được rồi, làm cho anh ta một cái hợp đồng là nhân viên chính thức của công ty. Trời ơi, thiệt luôn hả sếp? Thay thế vào chỗ của cô. Gì thay thế chỗ em sếp? Thì cái người năng lực vậy mình nên giữ lại, còn mấy người mà như vậy thì đuổi đi. Ôi sếp ơi, vậy không được đâu sếp. Thế giờ cô muốn sao? Thôi thì 3 tháng hợp đồng thử thôi, nhiều khi sự cố mà mình không nói trước được cái gì hết á. Cuộc sống mình không nên là đoán trước cái gì, mình phải biết vừa dừng lại một chút gì đó, chừa lại một chút đường lui cho mình. Rồi còn gì nói nữa không? Dạ hết rồi, mà khát nước quá, tính xin sếp chai nước. Ngủ đi. Dạ. Thôi mà khoan, uống có trừ lương không? Không. Không nha, hứa nha. Không thể tin được. Tụi bạn tập trung qua đây coi. Cái gì vậy? Ê, kinh khủng quá. Chuyện gì? Chuyện gì? À, tao biết rồi. Mày biết rồi hả? Chuyện đó đúng không? Đúng vậy. Không những nó biết mà tao cũng biết. Mày cũng biết luôn cái chuyện đó đúng không? Đúng vậy, tụi bay nhanh lắm, tụi bay nhanh lắm. Cuối cùng thì ngày tàn của ông sếp cũng đã đến rồi. Ủa là sao? Mày nói gì vậy? Thì tao đang nói cái chuyện sếp mà. Ủa chứ nãy cái chuyện đó đó mày nói là chuyện gì? Ủa tôi tưởng mày nói cái chuyện ông sếp đòi giảm lương tụi mình. Trời ơi, mày tào lao quá. Ủa, rồi cái chuyện đó đó của mày là cái gì? Thì tao tưởng mày bị bồ bả. Thôi đi má, cái tưởng của mày không bao giờ tao dám nghĩ tới hết á. Rồi nãy giờ vòng vòng không nói đi. Tập trung nghe tao nói. Tao mới vừa phỏng vấn một cái anh bạn tên là Hữu Đăng. Cái anh đó, anh đã làm ở 5 công ty, nhưng mà mỗi công ty anh chỉ làm được 1 tháng rồi anh nghỉ. Anh đó anh bị nghỉ là bởi vì lý do anh ta đánh sếp. Đánh sếp? Rồi nhận vô làm chưa? Nhận rồi. Yeah. Dạ chào mọi người. Đang ngồi. Anh ngồi đi. Dạ. Anh Đăng ơi, anh ăn sáng chưa? Anh ăn bánh snack nè hay là bánh Thái Lan đi? Anh ngồi ăn im đi. Anh bánh sẽ khát nước đúng không anh? Hay là anh uống thêm nước đi ha? Đây đây anh, ăn cơm. Anh ăn cơm cháy không? Anh cơm cháy bỏng với tình yêu của em dành cho anh vậy đó. Anh. Để em đút cho anh ăn nha. Thôi, tôi không ăn đâu. Trời ơi, ăn đi có gì đâu ngại. Đúng không? Ăn đi. Trời ơi, mọi người tình cảm mọi người dành cho Đăng, hiểu không? Cái gì vậy? Giờ này là giờ nào mà tụm năm tụm ba ở đây? Có lẽ lần này là sếp đã sai bất rồi. Bởi vì còn tận 20 phút nữa chúng em mới tới giờ làm việc à. Tôi không có nói về vấn đề làm việc, mà tôi nói vấn đề đồ ăn. Tại sao đồ ăn lại có mặt trong công ty này là sao?
Sếp ơi, cái này là mới mang vô thôi chứ đâu có ăn. Đã có ý định mang vô, tất nhiên là đã có ý định ăn trong công ty. Tại sao không đem xuống căng tin? Vậy giờ tụi em đem xuống căng tin ăn là được chứ gì? Chả treo trừ lương cả đám bây giờ. Trừ lương kìa, anh Đặng. Nhất. Sao cậu Đặng? Có ý kiến gì không? Đem đồ ăn vô trong phòng làm việc như vậy là hư, lên án đi. Nghe chưa? Một nhân viên rương mẫu là như vậy. Tất cả tập trung làm việc. Mai mốt tôi mà còn thấy đồ ăn của ai trong công ty này, người đó sẽ bị trừ lương 2 tháng làm việc. Giọng quá. Đăng, tại sao vậy hả? Tôi nói cậu là thiết kế logo, tại sao cậu làm ảnh chân dung là sao? Em thấy vẽ ảnh chân dung cũng làm logo được mà. Giống như là KFC á, người ta cũng để hình một ông già đó, bán cũng chạy. Cái đó là người ta là thức ăn, người ta cần sự thân thiện. Còn tôi là cái gì? Là sữa bột dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mọi người nhìn đi, để cái hình như vậy nè. Ai dám uống? Đừng nổi, tôi không dám uống nữa. Tại vì sếp nhạy cảm quá đó, chứ mấy đứa con nít á mà thấy cái hình này nè, nhiều khi nó sợ mà nó uống á. Uống đi, cắn đầu mày bây giờ. Sao cô Hạnh? Nhân viên tốt của cô đó, dày dặn kinh nghiệm đó. Vậy đó mà nói với tôi, là một nhân viên đầy tiềm năng. Cuối cùng sao? Giờ vậy hả? Công ty này là cần những người biết sáng tạo, chứ không phải là sáng tạo kiểu này đâu. Cậu không hài lòng với tôi hay sao? Lắc đầu. Dạ không phải đâu sếp. Nó bị chứng Parkinson đó sếp. Mỗi lần nó stress, nó căng thẳng, nó hay kiểu vậy lắm. Dạ sao cậu Đặng? Sếp yên tâm, em sẽ thiết kế lại cái logo này mà. Nếu gặp gì khó khăn thì nhờ mọi người giúp đỡ. Tất cả mọi người hỗ trợ Đặng. Cuộc họp đến đây kết thúc. Nhân viên như vậy đó mà cũng tỉ vào công ty, Đặng chẳng ra gì. Mình quá thiệt. Ngứa cái miệng ghê, muốn cái vai chửi dễ sợ chửi. Có rồi. Cái gì vậy? Nãy em thấy để ý mấy lần rồi đó. Em đang cản đường tôi. Nãy giờ chính sếp là cái người mà chắn đường của em á. Dạ cô, cô nhìn lại cái tướng cô đi. Sao? Rồi, để làm sếp gì? Em xin trân trọng trưng mình nép vào và thật sự rất là mến rồi, mời sếp bước qua ạ. Tôi vẫn còn cảm thấy chật. Chứ bây giờ sếp muốn làm sao? Tôi muốn trừ lương cô. Mắc cái gì trừ lương em hoài vậy? Trừ lương cô để nới rộng cái công ty này ra. Không được đánh sếp, không được đánh sếp. Đánh nằm ông sếp rồi, bị đuổi khỏi 5 công ty rồi, lần này phải kìm lại. Trời đất ơi, nghĩ làm sao mình con gái mà ăn uống cho nhiều vô rồi bự con ra, rồi đi chật hẹp hết cả con đường người ta. Ăn ăn vừa phải thôi chứ, ăn ở không phải tập thể dục đi. Ăn ở không mà ngồi một chỗ rồi kìa, nó bự con ra, ai mà chịu cho nổi. Mập là bất tài vô dụng. Cái gì vậy? Ai da? Thấy nhịn lâu rồi, mập da? Kệ người ta. Mà ai da? Gì ông nói? Ai da? Thôi đi xem mình. Cậu dám đánh tôi, tôi sẽ đuổi việc cậu. Ai da? Đuổi đi. Ai vỗ tay, tôi đuổi hết. Giỏi lắm, giỏi lắm. Ngày mai cả công ty này nghỉ việc. Nghỉ mừng lắm hả? Vui lắm.